Cây này cây trang đỏ nha mấy bạn. Cây trang đỏ mình đó, mini. Người ta làm cũng khéo lắm nha. Cây này bán gửi luôn cái chậu nha mấy bạn. Trang là bán giờ mấy cây cứng cứng gửi luôn cái chậu mới chắc cứu được. Chứ nhiều khi nhổ ra nó héo, trừ khi cây bự thôi. Cây bự, cây phôi bự bứng phôi thôi chứ. Như lại mấy những cây mới trồng là nguy hiểm lắm. Cây này nó thừng chậu rồi, người ta uống trong chậu nè. Con cái là cây này nó hơi nó bị thiếu phân nữa bạn, nó vàng lá, lá nó hơi vàng vàng. Cây này mà mấy bạn về rải cho nó mới đạm cái hồi vô nó xanh trở lại liền. Trang nó dễ sống dữ lắm, nó chịu hạn, nó chịu tùm lum hết. Trang đỏ nha bạn, mini. Cái này bán gửi luôn cái chậu luôn, cái chậu hơn 100.000 à. Bây giờ tốn tiền hết cái chậu vô nè, tốn tiền luôn cái chậu 100.000 nè, chứ thật sự cái cây mình bán giá sinh viên luôn. Tại cái chậu hơn 100.000 rồi. Chậu men cũng đẹp, mình thấy cái chậu cũng đẹp kìa. Cái này về để bàn mốt ra bông. Cái này có bông rồi nha các bạn. Rải cho nó miếng phân. Trang mấy bạn đừng có rải phân hóa học nha. Bởi vậy anh em nào mua trang của miền Tây mà trúng trang công nghiệp á, là người ta rải phân hóa học á, về trồng nó chết dữ lắm bạn, tỷ lệ chơi sống nó thấp lắm. Trang vàng, trang đỏ là mấy cây công nghiệp là trồng dễ chết lắm, người ta trồng số lượng lớn rồi người ta rải phân hóa học á. Cái dàn rễ yếu xìu bạn, cây nó mau lớn dữ lắm mà rằng dễ yếu xìu à. Rồi bứng lên là cây về nó tỷ lệ sống nó thấp lắm. Còn như trang mà trồng ở nhà dân rồi mấy bạn bứng không sao chết được hết á. Tại cái trang dăm nó sống rồi bạn. Mà ngộ lắm mà mấy bạn rải phân cây cành nhánh về dăm cũng có sống nữa. Nhánh của mấy cây đó về dăm cũng khó sống nữa. Làm như nó lớn lẹ quá sao mà không biết. Còn rễ là róc là mấy bạn bứng lên về trồng dễ chết dữ lắm. Dòng trang công nghiệp đó nha. Còn trang khai thác ở nhà dân là nó dễ sống lắm. Tỷ lệ sống nó là hầu như là 100% á. Trang nha các bạn, mini. Cái này mua về chơi giải trí cũng được, người ta uống, người ta cũng chịu khó, người ta làm tàn nó uống. Cái này bán gửi luôn cái chậu nha.